Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em rồi. Mời bạn nam. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Hà Thu Thảo chị. Em đến từ Tây Ninh và năm nay em 25 tuổi và em đang sale chị, sale bảo hiểm. À, mời bạn trai. Mình tên là Phan Lý Đại Hải. Mình là quản lý nhà hàng, năm nay mình 29 tuổi. Phan Lý Đại Hải ha? Dạ. Tên nghe kêu quá nha. Quê ở đâu Hải? Quê em ở thành phố luôn ạ. Ưu điểm là gì nè? Ưu điểm của Hải thì giao tiếp tốt, hát tốt, nhảy được. Wow. Ông ấy hát bài nhảy một đoạn đi em. Hát thì em có thể hát được liền bây giờ. Nhưng rồi, mà nhảy thì chắc để dành riêng cho bạn nữ thôi. Chút nữa nhảy ha. Chút nữa kéo màn lên là nhảy cho bạn nữ xem nha. Nãy giờ bạn khoe nhiều cái tốt nhưng thấy còn cái tốt nữa. Bạn ăn tốt bạn không nói nữa. Làm nhà hàng ăn dữ lắm hay sao vậy? Ủa mập lắm hả? Không có mập, vừa vừa thôi, tròn chút xíu thôi. Không ấy giờ hát đi, cứ hát đi rồi mọi chuyện bỏ qua tính sao. Hát đi. You're just too good to be true. Can't check my eye of you. I long last love, alright, thank God I'm alive. Ủa, sorry. Ủa vậy thôi hả? Thôi được rồi, được rồi. Nãy giờ em nghe giọng anh Hải hát rồi em cảm nhận như thế nào? Giọng anh ấm. Ấm hả? Dạ, thì cũng hát tiếng Anh nhưng mà em nghe tưởng tiếng gì. Em có biết nhảy không? Dance box không? Em không biết đem boss chị, nhưng mà em nhảy được cái khác. Em nhảy cái gì được? Em nhảy sexy dance, sexy dance. Wow, nhảy sexy dance nha. Em nhảy thế rồi, hiện đại. Ưu điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là tự tin, thích năng động, thích xem đá banh nữa. Cũng biết nấu ăn. Vậy là tốt rồi. Những cái mặt còn hạn chế của mình? Dạ em thì hơi nóng tính, với lại cũng khó tính nữa. Với lại là cũng hung dữ. Hung dữ? Bạn nam có sợ bạn gái hơi dữ không? Dữ không, sợ không sợ. Cái tính như vậy thì tốt chứ gì. Ông nghe hung cái ông tốt liền à. Hồi đó giờ tôi mới thấy đàn ông nói con gái mà tính nóng hung dữ là tốt á. Bạn chọn mẫu người lý tưởng như thế nào mới phù hợp với bạn? Bạn chỉ là một người năng động, có tính cách nó hơi hướng ngoại một tí. Vậy là chắc có lẽ là hợp với bên đây rồi. Dạ, hợp quá. Em rất là năng động. Có cái hình mẫu lý tưởng gì không Hải? Trước giờ em chỉ thích có một người đó là Celine Dion. Thì một người rất là tự lập. Gặp tất cả các sự cố thì họ có thể đứng ra tự giải quyết. Thì hai người chỉ hỗ trợ với nhau chứ không phải là che chở lẫn nhau. Chiều vậy cao. Cần ngoại hình thì hướng thể thao là ok. Vậy là coi như đạt chuẩn rồi đó. Cái mẫu người lý tưởng của em sao? Tại vì em cũng cao khiêm tốn nên muốn bạn trai cao tầm 1m7 được rồi chị. Bên kia thì chị không biết có 1m7 không mà chị đoán có vẻ hơi mập đó. Đừng có ốm quá cũng đừng có mập quá. Không, thí dụ dư dư một chút. Đừng bụng phệ quá được chị. À, bên đó có bụng phệ không? Cái này chút kiểm tra mới biết. Rồi vậy chắc có rồi quá. Giờ chưa dám nói. Thôi, còn gì nữa không em? Đừng đâu hói chị. Hả? Còn gì nữa không em? Dạ vậy được rồi chị. Có những cái gì mà em không thích về người đàn ông không? Dạ có chị. Lăng nhăng, gia trưởng quá là em không thích. À, để dạ. Chị qua chị hỏi dạ. Thử ha. Không cũng được, không đến nổi. Hơi hơi ấy. Hóp cái gì ông ơi, tôi mới để cái tay như vậy không hóp vô. Gì? Dù có hóp cũng hơi rớt ra ngoài chút đỉnh. Mặt đẹp trai à, đẹp trai à. Được, đẹp trai phong độ, được. Chắc khỏe chứ bộ. Thôi, ba phân cũng du di được, không đến nổi ha. Có gia trưởng không? Nhà thì có em với mẹ thôi, nên cũng không có gia trưởng. Có lăng nhăng không? Thường thì không. Không. Thường thì không. Bình thường thì chắc cũng có. Tại vì không có thời gian. Nếu mà có. Vậy là có thời gian là có lăng nhăng hả? Trời ơi, mọi người thấy không? Ông đi hỏi vợ, ông đi kiếm vợ, ông trả lời vậy là trớt quớt rồi. Có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Nhõng nhẽo. Ủa, gái nhõng nhẽo dễ thương mà. Nhõng nhẽo tức là cần việc gì thì phải mình tự giải quyết trước. Thôi, tôi không có đồng ý. Tại vì phụ nữ là liễu yếu đầu tơ, chân yếu tay mềm. Dù người ta có mạnh mẽ, năng động cỡ nào, nhưng mà nhiều khi người ta cũng muốn ổng đem vô nhà đi anh. Trời ơi, cái này nhõng nhẽo cái gì mà. Cái này chảy nước luôn á chị hai. Tôi vừa thôi, anh ơi, lấy giùm em cái ly nước đi, cái ly nước đi. Vậy thì được chứ làm gì. Thì vậy đi.
mệt quá. À, nói chung thì nói chung thì rất được, cũng du di được. Để qua coi đàn gái sao cũng qua mặt sạch bên đây thông minh. Ồ, em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ. Nói chung đàn trai rất phong độ, đẹp trai, nụ cười duyên dáng, quản lý không có lăng nhăng. Có à, cái đó anh nói à nha. Không có thời gian, có thời gian thì có chút chút. Tôi nói đàn ông bụng bự thì sang. Dạ. Nó sang mà ôm rồi rồi. Giống anh Quỳnh Linh cũng bụng bự luôn. Anh cũng bự nhưng mà anh nhờ hơi nhỏ hơn bên đàn ấy. Dạ. Anh thấy ổn đó ha. Dạ. Ổn rồi. Bữa nay mình đi có ai đi theo? Có chị Tường giám đốc bên em với lại chị quản lý của em và đồng nghiệp. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào tất cả các anh chị có mặt ở trong khán phòng ạ. Thấy tình hình anh bên đây được không? Với cá tính năng động, tự lập, một số yếu tố thì tương đối rồi đó. Vài điều hạn chế mà nhưng mà cũng có thể bỏ qua. Ví dụ như chiều cao, yêu cầu 1m70, 1m67 thì có thể... có thể du di được không ạ? Hồi nãy giờ cái hay của chương trình là cho cả hai bạn cảm nhận được cái cách nói ấm áp nè, hay hước, có thể là du di được đó em. Đặc biệt chị thấy giữa hai bạn là cũng có những điểm trùng hợp là cả hai bạn đều yêu thích thể thao. Thảo là một bạn rất là trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là hướng ngoại cũng như rất là năng động. Lát nữa xem mặt thì hai bạn sẽ có cái phản xạ tốt với nhau. Dạ, hay quá. Cảm ơn chị. Cảm ơn sếp đi. Thôi, mình đi với ai Hải? Giờ em đi với đồng nghiệp của em. Chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Đồng nghiệp sao? Người bự, người nhỏ chút xíu. Thứ nhất thì ngoại hình em cũng thấy ok. Thứ hai thì tính cách. Thì tính cách của ông Hải cũng đôi lúc thì hơi trẻ con một chút. Bạn nữ nóng tính này thì có thể ghim lại tính của anh Hải chút thì em nghĩ rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Đồng nghiệp mà sếp đều đồng ý. Vấn đề quan trọng là hai người cảm gặp nhau thôi. Kéo màn lên đi. Cho đôi bạn trẻ gặp gỡ với nhau. Cái cặp này tôi phải bắt nhảy cho mọi người coi chứ không có vụ nhảy hai người coi riêng đâu. À. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Mày chắc sáng bưng cái bình bông ở nhà đi quá. Gì khoanh tay vậy? Lần đầu gặp chị nó hơi bối rối. Nhảy đi. Mình nhảy có cơ hội được va chạm nữa. Có thật thì anh chỉ biết nhảy theo kiểu dance box thôi, cha cha cha, hoặc là những điệu nhảy nhỏ như nhẹ như rumba thì ok. Vậy mình nhảy không cần nhạc luôn cũng được vậy anh? Cũng được luôn á. Ok, cho anh mời. Quay hả? Quay nữa không? té màn giao lưu xuất sắc. Chúng ta bắt đầu có 2 phút để trò chuyện với nhau. Em nghĩ sao về anh? Dạ em thấy anh ok. anh thấy sao về em? Em rất là tự tin khi nhảy sân khấu. Dạ. Anh rất thích người phụ nữ tự tin như vậy. Anh có phải là người đàn ông của gia đình không? Dĩ nhiên chứ, người đàn ông gia đình chứ. Dạ. Chỉ cũng... làm về nhà thôi. Anh có thể phụ vợ này nọ đúng không anh? Anh nấu ăn được. Thì những bữa ăn anh hay chuẩn bị được. Dạ. Những ngày nào em mệt thì anh hay nấu ăn được. Coi cái bụng ảnh kìa đó, rớt cái bụng nó kìa, hấp vô. Làm cái gì mà cứ nhìn cái khuyết điểm người ta hoài. Thấy về chút xíu à, chưa đâu. Một hai đứa nữa đi thấy bụng nè. Bói nói với em á, là em cưới sớm với lại 2-3 chồng á. Có nói là tuổi nào hạp đồ gì? Tuổi tầm 27-28 có chồng mới tốt. Rồi em muốn lấy người sinh năm nhiêu? Sinh năm 88. Hải sinh năm nhiêu? Dạ 88. Vậy được cưới luôn đi cơ. Thường thì em không tin vào bói toán lắm. Người đàn ông nếu không đủ sức giữ người phụ nữ thì 2-3 chồng là chuyện hiển nhiên. Không, anh này nặng ký lắm, anh sẽ giữ nổi em đó. Hẹn hò đi, mình tính hẹn hò đầu tiên đi để mình... Hôm nay em có thời gian rảnh không? Dạ có anh. Trưa nay anh mời em ăn trưa được không? Dạ được. Mình phải làm bộ từ chối đi cưng, xong mình nhận lời như vậy. Lấy nhau về ai quản lý tài chính? Cái đó thì hơi khó. Thôi đó, khó rồi kìa, hỏi đi. Có thể anh tạo tài khoản, một tài khoản phụ của anh và em thì em có thể sử dụng được tài khoản của anh. Dạ. Cô này giờ gì cô cũng dạ hết trơn, cô chịu rồi, cỡ nào cô cũng dạ. Công việc của em thì thường xuyên đi gặp khách hàng á, thì anh có chấp nhận được không? Hai người tin tưởng với nhau là ok. Tại vì dễ anh làm mình dễ nhà ta, khó mình khó ta. Nhưng cẩn thận nha, ảnh có cơ hội là ảnh ngoại tình đó. Được, hết thời gian. Chúng ta cảm nhận đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn.
lắng động và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình có thổn thức rung động gì hay chưa. Nhấn nút hẹn hò có nghĩa là gì vậy? Thôi đếm một, hai, ba. Hết thời gian. Mời anh. Trời ơi, lẹ quá vậy, tôi chưa kêu nắm tay nắm luôn. Sao chưa đếm mà anh nhấn nút rồi anh? Vậy là phạm quy đó. Chúc hai bạn sẽ tiến xa hơn. Những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt khơm miệng thảo dược Relax. Quà thì cầm cái tay nhau, cho bạn gái nhau. Được đấy, hùng gái lê hình. Bạn gái thấy sao? Điện chạy. Điện chạy. Vậy là được rồi.